chào anh em. Chào mừng anh em đã lại kênh mình nha. Hôm nay thì mình có test lên cái bộ OK 511 nha anh em. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có buổi tối đằng này niềm vui nha. Đó. Thì rồi mình sẽ vào chi tiết con máy nha anh em. Siêu phẩm OK 511 nguyên thùng luôn nha. Đó. Đầu OK 511 nha anh em. Đó. TR511VH20 đẹp nguyên riêng luôn nha. Con này có hiệu số là 296 nha. Đó. Con này thì có anh khách chốt rồi nha, mình làm lên chảnh đó, có ốc à, nguyên bản nguyên riêng luôn nha. Đó. Ốc rất là đẹp luôn, đầu mình thâu rất đẹp luôn, ốc chưa tháo luôn nha. Đó. Con này màu xanh riêu, nước sơn của nó là riêng nguyên bản, riêng hết nha anh em, không tróc xí nào nha. Đó, không tróc xí nào luôn nha anh em. Đó. Đó, không tróc luôn. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cái mặt này nó rất là đẹp luôn. Không sắc ăn. Đó. Ốc tán 7 màu hết nha. Đó. Quá đẹp. Này cái hồi chỉnh áp nha anh em, chỉnh áp của nó này. Chỉnh áp nguyên bản luôn. Đó, nó có cái bạch nè, bạch để lại để trên em xài nè, có lắc kê nè nha. Đó anh em xài có lắc kê luôn nha. Đó, xài một ấp. Cái đầu qua gọc nước, lọc nước Arimitsu luôn nha. Đó, lọc nước rất là đẹp luôn, trong veo luôn nha. Đó, này nó có cái đường hút nha anh em, dây hút đây, dây hút rất là đẹp luôn, riêng nguyên bản luôn nha. Đó, nguyên riêng của nó luôn, mọi dây hút này, dây hồi nha, rất là đẹp luôn nha, quá đẹp. Đó, OK 511 rồi, nó được kéo cúc âm cúc liền luôn nha. Đó, nó được kéo qua máy xăng. Đó, máy xăng của nó là máy Rubin EH 17 nha, máy 6 ngựa Rubin EH 17 6 ngựa, máy cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, bề là giật lên là nổ luôn, còn tem của Nhật luôn nha. Đó, con rô nha anh em. Đó, con à, con ốc này nha anh em, con ốc nè. Đó, quá đẹp. Đó, bình xăng nó rất là mới luôn nha. Đó, lóc máy nè, còn mở luôn nha, lóc máy nè. Đó, còn nhôm mà chưa tỉnh xác luôn nha, nên thấy ở trong rồi. Đó, chưa tỉnh luôn, chưa ăn oxy quá gì hết nha. Đó, cái bình xăng nó đây. Đó, đó bình xăng này nè, rất là mới luôn nha. Đó, không có xác ăn gì hết nha, bình xăng rất là mới này. Cái bao xăng nè, quá đẹp. Con này nó nguyên bản luôn nha anh em. Đó, nước sơn à, thùng cũng ngon khá là đẹp nha, thùng bên trong rất đẹp luôn. Đó, nó cái được chứa bằng cái thùng inox. Đó, thùng inox nha nè, nó rất là mới luôn, mình xe nè, chưa xét ăn luôn nha nè, chưa xét ăn luôn. Đó. Đó, xe chưa xét ăn. Này cái phao cơ nha, đó, thùng inox nè, quá đẹp luôn. Này phao cơ anh em xài đút nước vô đây nha, cho nước vô đây. Đó, cái này cái xả nước. Đó, xả nước anh em xài lâu ngày thì xả ra nha. Đó, lóc máy à, quá mới luôn. Cái bô của nó là chỉ xét một bên thôi nha. Đó, bô nó còn sơn nè, này chỉ xét một bên thôi. Đó, rồi con này nó có để thông số nha, 28,7 lít trên phút, áp 50 kg. Đó, cái thùng thì nó hơi sắc ăn ở đây, ở ngoài thì nó hơi sắc ăn nha, không sao nha anh em. Đó, anh em nào muốn về là sơn lại xịt lại nha. Đó, mà cái màu sơn này kiếm hơn khó ra. Đó, con này thì nó chủ cắt súng luôn nha. Đó, cắt súng à, con này thì đầy đủ bộ nguyên cho nó đẹp nguyên bản luôn nha, đầy đủ bộ. Đó, coi nó khớp nó nhanh nè, khớp nó nhanh. Đó, dây
còn chữ luôn nha. Họ dây 15 mét dây nha. Họ súng thì súng của bãi Nhật luôn nha em, súng Ý, súng rất là đẹp luôn. Họ đầu bét riêng luôn nha. Họ này tay cầm, này chỉnh bét nha. Họ súng có nấu nhanh đầy đủ hết nè, chế nấu nhanh. Họ súng này rất là kíp luôn. Súng này bãi Nhật, súng này xài áp cao được nha, áp cao với lưu lượng nước. Đó. Rồi, giờ mình sẽ test máy nha. Nha. Test máy đâu nha anh em. Này đẩy nó lại nha. Để nó ra đây. Con này rất là nhạy nữa luôn nha. Rồi, mình sẽ test máy nha. Đó, đi nè. Bật nút on à, nút on bật xuống nha. Cái này gạt qua nha. Đó, gạt qua. Gạt qua vừa giật lên là nữa là gạt lại nha anh em. Đó, gạt qua. Cầm cầm xuống. Len can luôn nha anh em. Đó. Súng này súng chỉnh zoom bét riêng của nó luôn nha. Đó, súng này. Đó. Quá là VIP. Còn là tiếng hàng VIP không nha anh em. Đó. Máy rất là đẹp luôn. Rồi. Anh em nào thì cần thì liên hệ nha. Đó, cái dòng này mình vẫn còn nha anh em. Anh em mà cần thì liên hệ qua số điện thoại của mình 033 241 6648 nha. Đó. Con này thì mình bán máy không, mình bán 11 triệu rưỡi nha anh em. 11 triệu 500 chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Chưa bao gồm dây súng gì hết nha anh em. Đó, anh em nào cần thì liên hệ. Rồi. Anh em xem nếu thấy hay cho được like, đăng ký kênh chia sẻ nha. Đó thì để anh em bạn bè cũng biết và để kiếm máy nhiều máy chất lượng nha anh em. Rồi. Xin chào bạn lại anh em. Bye bye.